Hello mọi người nha. Hôm nay đi ao nát ao mát về rồi. Vẫn chưa thay đồ nè. Thấy không? Đó. Thì hôm nay Hằng có tiết mục đặc biệt là Hằng sẽ quay livestream vlog 6 livestream đi chơi. Hằng chỉ quay được vài phút thôi, tại vì anh em biết sao, cái điện thoại này của Hằng nè. Nó quay không có được rõ, nó quay chỉ được 360p thôi, nên Hằng phải đem về. Hằng mở điện thoại, Hằng lấy điện thoại khác Hằng quay lại cho anh em coi rõ hơn. Thế thật ra thì bữa nay đi chơi cũng vui lắm, một cái là đau quá không nhẹ luôn, không tin ha, anh em coi coi thử nha. Em chặt đi. Hôm nay là Hằng vẫn ý show cam, không có ai ép cả. Nên anh em nào thích Hằng á thì theo dõi, bấm subscribe và nhấn vô cái chuông. Hằng mỗi tuần sẽ livestream POBG với các game khác vào mỗi chủ nhật. Đặc biệt có ngày nào là Hằng rảnh. Thế khi nào mà Hằng có máy ở nhà thì Hằng sẽ quay livestream buổi tối á, nhiều hơn cho anh em coi. Hằng hứa đây bây giờ chưa có máy mà Hằng hứa là Hằng sẽ làm. Đây bây giờ nhà Hằng bây giờ đang kẹt lắm, chứ không có ấy, là chưa có mua được máy. Khi nào có là Hằng sẽ thông báo cho anh em, một là ở trang cá nhân phim của Hằng, hai là ở fanpage hoặc là gossip trong link Discord. Anh em vào trong nhấn một like, hoặc một follow cho Hằng nha. Về thấy kiểu anh em rồi, bây giờ Hằng sẽ cho xem một vài cái clip của Hằng đi chơi nha. Này, anh em thấy rõ không? Này, đây, tiếp, đây, tiếp. Này, anh em thấy rõ không? Đây, cái chỗ này là lúc mà Hằng đã gặp chim cu với Phật Phội Phương á. Đó, chỗ cái lúc đó đó là Hằng Hằng đi muốn đứt hơi luôn á. Hằng thấy mấy bảo vệ hỏi 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 đường, hỏi ngay chỗ cái quán cà phê đó, chim con nhắn ngay chỗ cái cà phê đó. Thế nên Hằng mới tìm được cái chỗ này. Chỗ này là nó rồi đây, chỗ này nè, nó bán đồ ăn Nhật các anh em, đồ ăn Nhật á, như sashimi nè, sushi nè. Nhưng mà Hằng nghe nói gì nó bán như theo cái dạng kiểu đông lạnh đem về chắc không ngon nè, mà nếu ai ăn đi trong tiệm thì sẽ khác khi đi mua đồ lạnh về. Thế em kể tiếp. Thề đông phải nhìn luôn á anh em. Đang quay cho đỡ offline nha mọi người. Thôi ồn lên.
Hoàng Anh Đức á, nó ổng tiếu lắm, đã kêu lên Ion Mart Bình Tân. Mày nghĩ sao mà ổng đi lên chỗ Tân Phú trời, bó tay luôn. Đâu phải chữ. Anh em mà đi hết nguyên khu khu mà em nghĩ ra, anh nghĩ anh em nghĩ coi có đi nổi không? Em thấy đông không? Tại vì bình thường á, đi đi mấy ngày thường á thì nó không đông, nhưng mà ban đêm thì nó sẽ rất là đông. Ban đêm mà ngay ngày ngày Noel nữa đó, tí nữa còn khoảng 2 tiếng là chính thức là Noel đêm 24 rồi đó, 24 25 thì đông phải nồng. Cho anh em xem nè. Đây là lúc mà chọn chọn món ăn nè, trong tiệm tiệm mì ăn mì nhân lẩu hay các thứ á, như ramen á, thề cái ramen khó ăn quá, phải đá dù nó ăn cũng được, nhưng mà được cái nước lèo của nó dở lắm. Phải đặt nhắc nè, không hiểu sao mà người Nhật cứ thể ăn được mấy món đó hay thiệt. Thằng chắc ăn vài lần chưa biết chứ là sao chắc. có kêu một cái thôi. Xin lỗi nha anh em, khúc này nè là coca dạng coca tươi á, nhưng mà cái nó rửa ly bằng kiểu gì á, nó rửa ly sao á mà cái ly nó dơ hại vậy, đến giờ giờ anh Đức á còn chê nó là hiểu nha đó. Mà Hằng không dám quay mặt thì anh Đức, tại giờ anh Đức không thích thế, anh Hằng sẽ những miếng mật giùm nhà anh Đức, tại giờ anh Đức dễ thương lắm, tại giờ anh Đức ngại á nên không có muốn qua lại chiếm rồi. Mà kim cô bị đè đó, cái này nè anh em biết gì không? Thế này nè. Ủa này anh em biết gì không? Ủa cầm ngược rồi. Này. Này. Đây là hai cái phần ăn khế khế. Cái món này hình như gọi là, để coi,
món này hình như gọi là hát cảo, nó giống như hát cảo vậy á. Ok, hồi nãy em đây chứ. Ramen nè, em thấy không? Thấy ramen không? Thế à, ramen nha, nó có nó có ớt chuông xanh nè, rồi nó có trứng, ớt chuông xanh với chuông đỏ, trứng, rồi tôm, rồi hả cua, nó làm miếng lát lát dài dài vậy nè, dài khúc vậy nè. Trời ơi, cái mì nó nở lúc lúc mà hàng ăn gần hết á, gần chưa hết á, nó nở ra ăn muốn lòi le luôn. Hàng với chim cua á, ăn đâu có nổi nhiều đâu, ăn không nổi hết một tô này, như nó nhiều lắm thiệt. Sáng quá nó nhìn thấy em biết cái gì đây không? Cái khúc này á là ăn hả ngần không hết, thề biết vậy hả, kêu một một tô thôi đủ hàng với chim cũng ăn, tại vì nó nhiều lắm nên hàng phải ăn ăn đến nỗi mà hả nó muốn no cái bụng luôn mà hả không muốn nổi hết, bỏ thì thật phí nhưng mà không ăn hết không không ăn nổi nữa phải bỏ thôi chứ sao, phải đi về hả, lần sau đây sẽ rút kinh nghiệm. Ok, đây còn khúc này nữa này. Thôi đấy, khi khác hẳn có điện thoại mới là hẳn sẽ quay quay full mắt luôn. Còn bây giờ nào anh em muốn coi á, anh em lên kênh kênh của Pico Sang á, ở trên kênh YouTube á,
nó quay từ đầu tới cuối luôn, lúc mà đi từ để đợi anh Đức nó đi vòng vòng xung quanh á đó. Đó anh em cứ lên đó coi ha, coi có gì ủng hộ chim cu một view luôn, một view một like luôn, tại chim cu là bạn hàng đúng không? Ôi bây giờ chắc hẳn phải off stream này. Cảm ơn mọi người theo dõi. Nhưng mà anh em đừng quên nhé, nhấn subscribe và một like. Nhà nhớ nhấn vô cái chuông trong thông thông báo biết khi nào thằng có quay những video vlog ở ngoài đời thằng như thế nào. Thế nay thằng mình mua cho anh em á, tại vì thằng hiếm lắm mấy sô cam, tại vì thằng làm biếng mỗi lần thằng sô cam thằng make up mà thằng đâu make up đâu, thằng chỉ xong môi thôi đúng không? Không môi vậy anh em mới để ý chứ không nữa có mấy đứa kiểu như bò lạc á vô nói chê này xấu thì mình kia xấu. Thằng nói thiệt chứ gái trên đời này làm như không có đứa nào xấu, không có đứa nào đẹp hả? Thề người ta xấu á, người ta do hơn, người ta không muốn làm đẹp. Còn nếu mà làm đẹp, người ta làm đẹp ngay từ lúc hả dậy thì rồi. Thề nói một câu thẳng như vậy luôn á hả? Anh em nào á, nếu mà có bạn gái nên nên biết quý trọng bạn gái của mình ha. Thầy Hằng nói thiệt chứ mình có bạn gái vậy rồi, bạn gái mình dù dù xấu hay đẹp gì á, nhưng mà họ đối xử tốt với mình nên quý trọng họ lại vậy thôi. Hằng cũng vậy đó, anh em á hay ủng hộ kênh của Hằng, họ xem Hằng livestream với lại chơi thân với Hằng ở trên Discord hay là Facebook các kiểu á, thì Hằng sẽ quý người đó. Nhưng mà anh em đừng có chơi cái kiểu mà hả nói này nói nọ trên kênh với lại bắt bẻ các kiểu, là Hằng không thích gì này. Hằng nói thật, tính Hằng hay nói thẳng vậy thôi. Hằng nói giờ sống sống thật với bản thân mình chứ không có giả dối gì cả. Okay. Hôm nay Hằng mạnh dạn quay like vậy sao cả em bùng cho anh em. Lại em quay cái plan này có mấy phút thôi nhưng mà nó quý giá lắm, thì cái này là kỷ niệm đi chơi đúng không? Tuy cái mạng cái điện thoại này á nó không là gì nhưng mà hả Hằng rất quý nó, sau này có điện thoại Hằng vẫn giữ xài như thường, không có bỏ ha. Ôi tám giảm nghe nè rồi. Cảm ơn thầy mọi người theo dõi nha. Bye bye. Anh em đừng quên ủng hộ Hằng nha trên kênh YouTube nha. Lâu lâu nếu mà có quay bộ lóc hay là cái gì đó Hằng sẽ up lên đó. Nhưng mà sau vài ngày Hằng mới up được, đúng không? Rồi, cảm ơn mọi người nha. Bye. Anh em ngủ ngon nha. Chúc anh em có mùa Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc bên gia đình và người thân. Bye mọi người nha. Hẹn bạn ngoài, hẹn gặp lại mọi người trên video vlog lần sau. Thank you.